Hai xin chào quý vị, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của những anh em. Đây thì cũng có bà bác cũng lại thắp hương hay cả nhà ha. Là bác là ai đây? Là bà ngoại á? Không, cái này thì là bà Cốc hả? Bà Cốc luôn hả? Đây là bà Cốc ở nhà ha. Người đang ngồi áo vàng đây là cô Phúc nha cả nhà. Để cho bên cái nọ đó giữ nó. Bà Cốc cũng lại kêu cháu về ha cả nhà ha. Nhà bà Cốc khóc luôn cả nhà. Bà Cốc với mẹ cả nhà ha. Lớn tuổi nha cả nhà, khá là lớn tuổi thì muốn nổi nhưng cũng vẫn lại đây để kêu cháu về cả nhà ha. Đây kế bên thì là mẹ cả nhà, này kế bên thì là mẹ ha, trước đây thì là cha ha. Có anh Thanh với anh Hai bạn kìa, đem qua bên đó kìa. Vô đây ngồi nè bà, không ngồi không chiếu nè bà. Ba nó là ai đâu? Kìa ba nó đó, bà áo mộng đó, con mới đi cùng với con đó. Bà nó buồn quá bà ơi, vô đây ngồi mát nè bà. Vô đó ngồi kìa, nắng. Vô đây ngồi ở ngoài này nắng lắm bà. Bà Nhung lên rồi đó. Bà hứa mới lên đó. Đi về cho
nghe nói là bé rất là giỏi hả bà? Nó dễ thương dữ lắm cô ơi, nó không biết rồng một người nào hết. Dễ thương dữ lắm, làm ở trong nhà làm lụng trai đâu đi đó, không bao giờ cự lộn với ai. Dạ. Con nghe, nói là ngoài cái việc đi học và bé còn phụ cha mẹ đi làm này làm kia nữa. Làm này làm kia trong gia đình là nó giỏi lắm. Dạ. Thì học có biết giận hơn ai hết trơn á. Dạ. La gì la rầy gì rầy, chỉ có đi làm sai chứ la nó có cười hề ngồi lắm. Giống như là bé không có để bụng mấy cái chuyện xung quanh. Dạ. Bé cũng học rất là giỏi luôn hả bà? Dạ. Dạ. Thì nó đang đi cấp chạy á. Dạ. Đi cấp chạy thi rồi đó. Xin bà nội nó đi cấp mình đi. Là bà nội ha. Không, bà cốc. Bà cốc. Bà cốc lần. Dạ. Bà cốc. Dạ. Dạ. Con thấy mắt của bà như là nó giống như là bị lạng không sao bà? Đi mà hộ bà đi. Dạ. Bà cốc lặn lội đường xá xa xôi cũng đến đây để tìm kiếm. Nghe tin rồi là cũng xỉu luôn, chết luôn mấy ngày nay. Không ăn, không uống, không gì hết trơn. Dạ. Cũng không dám cho bà hay nữa. Trời ơi, hô lên làm đưa cái gì bà nội nó nè, con đem này đón cho bà cốc. Là dạ. Đi liền. Không đợi ai sai biểu gì chứ. Còn dạ. Đi lại tới nhà là cốc, uống gì cốc, uống sữa uống rồi phải cốc. Dạ. Ôm, dồm, cắn gì nè. Tối nè, cười hoài. Bằng không than cực khổ gì chứ. Ừ. Anh em của nó thuận lắm. Yeah. Nó vui vẻ, nó giỡn tối nhà luôn. Đứt ruột luôn. Dạ. Yeah. Làm sao bây giờ? Dạ yeah, thì bây giờ cũng mong tìm được bé sớm thôi mà. À, bà Cốc hay tin hồi nào bà Cốc? Thì trong cái chiều đó thấy tâm rồi gì. Rồi tới tối á. Dạ. Người ta hay hết trơn mà tôi không hay, tại vì tôi không có đi đâu hết á. Rồi cháu nội tôi á, nó đi học về, nó đi chơi nữa, nó đi ra ngoài để nó coi nó không hay. Như vậy nó hỏi tôi gì chứ, bà nội, hỏi cái gì à, bà thấy gì không? Tôi lại nó đi chơi phiêu á, tôi la. Tôi nói hay ông nội mày chứ hay, tao chồng mày bây giờ về, sao mày không về. Bà nội ơi, mà bụng nó tắp ở dưới, nó bị mất tích rồi. Trời ơi, tôi xíu quá, xíu rồi. Tôi cưng nó là trong anh em là tôi cưng nó nhất. Bé mới có 16 tuổi mà bé. Ừ, 16 tuổi mà cỡ đàn con đó. Dạ. Đồ con hả bà? Đồ con ha. Dạ. Ừ, nó bự con lắm. Dạ. Dạ. Bự con nó đô người, nó bự lắm, không phải gì nhỏ mà 16 tuổi mà roi roi đâu. Dạ. Dạ. Bà Cốc tâm sự, bà Cốc cũng gầu lo mấy bữa nay không ăn uống gì được, sợ nằm xuống là dần không có ngủ được. Mấy bữa nay bà Cốc có nằm mơ thấy bé Linh không bà Cốc? Thấy rồi. Hôm nay dạ. Thấy nó về mà nó không có nói chuyện, mà về nó chỉ dòm cái đầu thôi chứ không cho thấy mặt. Dạ. Dòm cái đầu, thấy nó bưng dĩa đồ ăn bước ra đó là tính chạy theo chụp nó cái mất tiêu luôn. Dạ. Vậy cũng là về báo mộng cho bà Cốc ha. Báo mộng cho bà Cốc rồi. Rồi. Giờ hiện tại thì bà Cốc cũng có mặt ở đây để thắp hương cho em ở cái nhà ha. Kêu em về nãy giờ luôn á. Gia đình ở đâu? Gia đình nãy giờ ghé cúng nãy giờ cũng rất lâu rồi. Trời ơi, ghe tàu cũng đi kiếm nãy giờ cũng nhiều. Ừ. Chưa có về. Thì hiện tại nè, ở đây thì cũng đứng ngồi như là che dù ha, hay là gì hay cái nhà ha, che dù, rồi thậm chí là mẹ, không biết là, nói chung thì bây giờ là người thân có mặt ở đây rất là nhiều hết đó nha. Vô bà Cốc đi vô trong mát thì mấy cô. Đây hầu như thì người thân cũng có mặt ở đây. Thì nói chung thì ba của bé thì cũng đang có mặt ở bên kia hay cái nhà em. Đây, bà Cốc cũng đi về rồi cái nhà. Nãy giờ thì cũng xuống thắp hương cho cháu xong thì giờ bà Cốc cũng đi về ha. Hiện tại thì những đội thì quý vị cũng biết đội thì anh em người ta cũng đang đi tìm kiếm rồi ha cái nhà. Nói chung đội thì nãy giờ cũng đi tìm kiếm rồi mà
chưa thấy về ha, chưa thấy báo tin tức gì. Giờ này thì quý vị cũng thấy thì mấy anh em thì hầu như cũng đang có mặt ở đây nè cả nhà. Rất là đông anh em ha. Nói chung trời này cũng khá là nắng, quý vị thấy bên đó là lục bình nó rất là nhiều ha cả nhà ha. Lục bình ở bên khu bên đó nó rất là dày ha cả nhà. Thấy lục bình nó rất là nhiều. Còn ở đây thì cái anh này là sáng nó thợ lặn nha cả nhà ha. Đây. Đây là anh thợ lặn nè ha cả nhà. Ây da. Giờ này đội tìm kiếm biết kết quả làm sao ha. Không thấy vì là đây bọc tót ha. Thì hiện tại thì đó thì nói chung thì mấy đội thì cũng hiện tại thì mấy đội cũng đi tìm ha. Vậy là bây giờ nó trôi đi rồi ha anh ha. Trôi rồi. Trôi chắc bây giờ mình đi kiếm cũng hơi khó ha. Mà nhưng bây giờ nó cũng cao rồi, em cũng nổi cao rồi cũng đỡ hơn. Chứ làm gì mà gài, ở dưới này cái lượng đi ăn chiếc xà lan kìa, còn gan gì nữa. Vậy ha anh. Nước nó, nước nó đẩy ra liên tục mà. Em thấy nước nó đẩy ra liên tục luôn á. Ủa là mình xin đó mình xin đây được hả? Về nhà mình lần đầu tiên không được, hai lần sau được mà không dám lặn. Lặn chứ ọc máu chết chứ luôn cái gì. Vậy đó hả? Bà cậu nói chuyện cho trời. Là không dám ha, là không dám thẳng ha. Đây, thì hiện tại thì quý vị thấy thì ba với mẹ thì cũng còn ở bên đó cái nhà ha. Thì cũng đem những bộ đồ quần áo cũ của em, những bộ đồ của em có để sẵn cả nhà, cầm sẵn trên tay đó cả nhà. Và khi mà có thể là tìm được em thì cũng lấy những cái bộ đồ này nè cả nhà. Và mền cũng đem lên để thay cho em ha, đắp cho em ha cả nhà. Đó, có những cái mền với quần áo của em đó ha cả nhà, để sẵn ở đây hết trơn luôn á. Để khi mà tìm được em thì sẽ đắp cho em liền nha cả nhà ha. Đây. Nói chung thì bây giờ đội thì cũng đang đi tìm kiếm và mình cũng hy vọng thì là đội sẽ tìm được càng sớm càng tốt ha cả nhà ha. Thì đội ngày hôm nay thì theo em biết thì có 3 đội ha. Có 3 chiếc cả nhà đi cũng đi tìm rồi. Đó, thì bây giờ thì mọi người cũng còn có mặt ở đây thì cũng chờ đợi những đội và cái thông tin của đội về ha. Đó, thì người nhà thì hôm qua tới giờ 3 ngày rồi, ngày hôm nay thì nói chung thì cũng gần giáp 2 ngày rồi cả nhà ha. Gần giáp cử 2 ngày rồi, nhưng mà ngày thứ 3 ha cả nhà. Nhưng mà vẫn như là chưa tìm được em ha cả nhà. Đó. Giờ này rất là nắng nên một số anh chị em người ta cũng về bớt, nhưng mà người nhà thì hiện tại thì vẫn còn có mặt ở đây. Thôi thì quý vị có xem thì cũng nhớ cho tụi em một cái like, một cái chia sẻ ha cả nhà. Em xin chào và bye bye quý vị ạ. Bye bye.